Ôi trời ơi, mưa kinh khủng quá, bà con ơi. Bây giờ bà con xem. Mưa kinh khủng nhất từ trước đến nay, bà con ạ. Trời ơi. Mưa một ngày không ngớt nữa bà con ạ. Cũng hết nước rồi. Trời ơi, nhà mà mưa này rồi hết rồi, mưa nguyên ngày mà sao mà không trộn giờ bà con em giờ đường ướt hết luôn đường này. Quá kinh khủng. Chết. Vừa này thì làm ăn được cái gì đây? Rồi em chào bà con nhá. Vừa kinh khủng quá.